Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng Di động Thành Phú nha. Sáng hôm nay thì em cũng lên nhanh một cái video giới thiệu tiếp những dòng sản phẩm bên cửa hàng bên em. Thì đầu tiên em xin nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng Thành Phú chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện nha. Facebook bên em thì sử dụng bằng trang fanpage tên là Di động Online Thành Phú luôn. Số điện thoại liên hệ để mua hàng đó là 0971 172 105. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi cho nhà sản xuất nha. Đặc biệt thì phần mềm thì bên em sẽ bảo hành là trọn đời máy cho mọi người luôn. Bên em có gửi hàng toàn quốc với 40.000 tiền phí vận chuyển nha mọi người nha. Quý khách hàng mua hàng thì có thể là trả phí vận chuyển giúp em. Còn nếu như mọi người tin tưởng chuyển khoản trước thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho những cái đơn hàng trên 500.000 nha. Và ở đây để tránh những cái trường hợp bom hàng cũng như một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh thì em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000, sau đó bên em sẽ gửi hàng đi nha mọi người nha. Bên em gửi hàng đi xa thì từ 2 đến 4 ngày hoặc từ 3 đến 5 ngày thì tùy vào khu vực xa gần, cũng tùy vào đơn vị vận chuyển thì bên em thì mọi người sẽ được nhận hàng và trước khi thanh toán thì mọi người sẽ được khui hàng kiểm tra nha. Ngoài những cái video cũng như là ngoài những cái mặt hàng em giới thiệu trong video thì mọi người cũng có thể là vào ứng dụng YouTube gõ chữ Di động Thành Phú để chọn những dòng sản phẩm khác bên em nha. Bên em vẫn lên video hàng ngày trên này. Mọi người có thể là đăng ký vào kênh Di động Thành Phú để có thể là nhận được những thông báo bên em nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ vào luôn những cái mặt hàng của ngày hôm nay nha mọi người. Đầu tiên, một sản phẩm trong video này thì mình sẽ đến với một cái dòng máy cũ giá rẻ nha mọi người nha. Ở đây em về được một lô máy giá rẻ đó là hàng Oppo A5s nha. Hàng này thì bên em sẽ tặng cho mọi người là đầy đủ phụ kiện luôn. Thì hàng này nó về nó sẽ có được 3 mã màu nha. Phụ kiện thì em sẽ tặng đầy đủ như là cốc, cáp, sạc và kể cả tai nghe. Bên trong này sẽ có thêm một chiếc ốp lưng nữa nha mọi người nha. Đây là phụ kiện em tặng kèm nha. Đây là phụ kiện, tất cả những phụ kiện mà em tặng kèm thì nó đều là hàng mới hoàn toàn nha mọi người nha. Và còn màu thì ở đây em sẽ có được 3 mã màu, bản màu xanh nè, bản màu xám và bản màu hồng nha mọi người nha. Đấy, đây là 3 mã màu của Oppo A5s bên em. Thì ở mặt trước, mặt sau thì bên em đều đã dán sẵn BBF cho mọi người rồi, tức là chống trầy xước ấy. Đấy, đều đã dán sẵn rồi nha. Hàng này thì nói chung là tình trạng là nó vẫn còn đẹp nha mọi người nha, tình trạng vẫn còn đẹp. Em sẽ bao cho mọi người là men zin, màng zin nha. Đấy, tình trạng là đẹp luôn. Nhưng bản này thì nó sẽ là RAM 6GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Bên em bán ra tặng đầy đủ phụ kiện như thế này thì chỉ với mức giá là 1,6 triệu thôi. Còn quý khách hàng không lấy phụ kiện á, thì bên em sẽ trừ ra thêm 150.000, tức là còn chỉ có 1,450.000 thôi nha mọi người nha. Đấy. Màu hồng nè, màu xám nè và màu xanh. Đấy, đây là 3 mã màu nha. Những cái tấm này là những cái tấm BBF bên em dán thôi. Thực chất là bên em dán nó không được đẹp lắm cho nên là khi bên em dán mọi người sẽ thấy nó có cái bọt ấy, tại vì bên em không có chuyên về đề can. Đấy. Những dòng này là những dòng mà máy cũ giá rẻ nha mọi người nha, nhưng mà tình trạng ở đây thì em vẫn bao cho mọi người đẹp là khoảng tầm 98-99%, máy em vẫn sẽ bao men zin màng zin. Tất cả những dòng này thì đều đã từng thay pin hết rồi nha mọi người nha, tại vì cái dòng A5s thì nó cũng hơi lâu rồi thì thành ra bắt buộc mình phải thay pin mới. Nó đã từng phải thay pin mới thì nó mới sử dụng gọi là nó mượt mà, gọi là nó ok hơn được. Tại vì nếu mà cái pin theo máy thì đến bây giờ thì chắc cú là nó sẽ dưới 80%, chắc chắn 100% là như vậy. Pin dòng này thì sẽ được là 4230 nha mọi người nha. Tính ra thì pin của nó cũng khá là cao. Màn hình của nó độ rộng sẽ là 6.2 inch, độ phân giải của nó sẽ được là HD cộng nha. RAM của nó, những bản này nó sẽ có được 3 bản, một bản là RAM 3 và bộ nhớ 32, một bản là RAM 4 và bộ nhớ của nó sẽ là 32 và một bản nó sẽ là RAM 6 bộ nhớ 128. Thì bản bên em nó sẽ là bản RAM 6GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Đây, RAM 6 và bộ nhớ sẽ là 128 nha, Oppo A5s. Những con này chạy phiên bản Android thì sẽ là Android 8, nó sử dụng là 2 SIM. Nói chung dòng này là dòng giá rẻ nhưng mà những cái chức năng thì nó vẫn hoạt động ok nha mọi người nha. Về camera thì mình thấy là nó nằm ở cái mức gọi là tạm ổn ha. Camera dòng này nằm ở mức là 13 megapixel, nói chung là cũng không quá cao nhưng mà với cái mức giá mà chỉ có 1,6 triệu thì tầm camera này cũng gọi là tạm ổn rồi mọi người. Đấy, camera nè, chụp hình có LED thì nói chung là chụp hình thì nó cũng khá là đẹp ấy, nó cũng khá là ổn chứ nó cũng không có quá là mức thấp nha mọi người nha. Tầm này cũng tầm mức trung bình. Pin thì pin được 4200, cảm biến vân tay ở đây nha. Phía sau nó sẽ có hai camera. Camera chính sẽ là 13 megapixel. Phía trước sẽ có một camera. Sử dụng hai SIM luôn nha mọi người nha. Nghe gọi to rõ Zalo, Facebook, YouTube này kia nọ thì thoải mái hết nha. YouTube nè. Nói chung là những con này thì hiện tại bây giờ thì với mức giá này thì nó rất là rẻ rồi mọi người. Đấy, YouTube nè. Đó.
nói chung là YouTube, Facebook, Zalo, YouTube này kia nọ thì thoải mái nha mọi người nha. Đấy. Với lại dòng này ví dụ như nó có hư hao, nó có bể vỡ gì chăng nữa thì mình thay màn nó cũng rẻ nữa mọi người. Nói chung là dòng này thì cái màn LCD này thì mình thay nó cũng rẻ hơn những cái dòng khác nha mọi người nha. Điều đồng giá bên em nó sẽ là 1.600.000 nha, máy là đẹp gần như là 99 luôn nha mọi người nha. Đấy. Bên em thì điều đồng giá hết, tặng đầy đủ phụ kiện, còn quý khách hàng không lấy phụ kiện của nó thì cứ trừ ra giúp em là 150.000 nha. Phụ kiện thì gồm có là ốp lưng, một bộ sạc cáp, một que lấy sim và kèm thêm một tai nghe nha. Oppo A5s nha mọi người nha. Lôi này em về thì rất là ít ha, nó không có nhiều tại vì những cái dòng máy này bây giờ nó cũng hơi dòng này bây giờ nó cũng hơi ít trên thị trường rồi mọi người, hơi ít rồi. Những cái bản rin đẹp này nó ít, những cái bản thay sửa thì nó lại nhiều. Đấy. Tiếp đến thì mình sẽ đến với một cái lô máy cấu hình cao bên em nữa. Rồi ở đây bên em có tiếp được cái hàng iPhone 7 Plus, như những ngày vừa qua thì em lên cái hàng 7 Plus này nè. Nhưng mà kiểu như là em lên thường xuyên cái hàng 7 Plus đó, em không có giới thiệu chuyên sâu được. Thì cũng có nhiều khách hàng liên hệ cho em thì cũng nói là giới thiệu lại một lần để về cái lô 7 Plus này. Thì ngày hôm nay em cũng dành cho nó khoảng tầm 2 phút để em giới thiệu nhanh về cái hàng 7 Plus này nha mọi người nha. 7 Plus bên em thì đặc biệt nó sẽ đều, tất cả nó đều là bản Mỹ hết nha mọi người nha. Tất cả đều là bản Mỹ hết. Đó là iPhone 7 Plus. 7 Plus bên em thì nó sẽ là bản màu đen 128GB, máy quốc tế chuẩn 100% nha mọi người nha. Những dòng này thì màn hình của nó sẽ là màn hình Retina rồi ha. Bộ nhớ thì 128GB, tha hồ lưu trữ luôn. Máy giờ ở đây em sẽ bao cho mọi người là máy đẹp khoảng tầm 98-99%. Nói chung là nó vẫn là hàng đã qua sử dụng chứ không phải là hàng mới hoàn toàn nha. Nó vẫn là hàng đã qua sử dụng cho nên nhiều lúc là cái tình trạng đẹp của nó không đẹp như mới được. Đấy. Nhưng mà em vẫn sẽ bao cho mọi người là men zin, màn zin luôn. Đấy, kể cả pin vẫn là pin theo máy nha, pin vẫn là pin theo máy. Bên em bán ra tặng đầy đủ phụ kiện như là ốp lưng, cường lực, một bộ sạc cáp, một que lấy sim thì với mức giá sẽ là 3.200.000. Và đặc biệt thì cái chương trình mới ở đây thì bên em hỗ trợ thay pin mới hoàn toàn chỉ với mức giá là 100.000 thôi. Và pin thay mới mọi người sẽ được bảo hành pin luôn nha. Đấy. Đợt trước thì thay pin zin á, thì bên em sẽ hỗ trợ với mức giá của nó sẽ lên đó là 150.000 cho pin zin khi mua kèm máy thôi nha. Những cái mức giá này thì bên em chỉ áp dụng cho quý khách hàng mua kèm máy thôi. Chứ thực chất mình đi thay ở ngoài những cửa hàng thì nó cũng phải rơi vào trên 250.000. Chắc cú là như vậy. Nhưng mà ở đây thì em khi mua kèm máy bên em thôi. Đấy, đây là mức giá chỉ áp dụng cho khi mua kèm máy bên em nha mọi người nha. Chứ còn quý khách hàng mua máy ở những cửa hàng khác mà đem lại bên cửa hàng em yêu cầu em thay với mức giá 100.000 thì bên em sẽ không thay đâu. Cái này chỉ áp dụng khi mua hàng bên em thôi. Đấy. Những con này thì pin theo máy của nó em sẽ bao cho mọi người là trên 80%, tức là cái pin zin từ lúc nhà sản xuất tới bây giờ ấy, em sẽ bao cho mọi người là trên 80%. Đấy, còn nếu như quý khách hàng muốn mua thay pin mới thì bên em sẽ hỗ trợ với mức giá là 100.000 cho mình thay pin mới, pin zin 100% luôn. Đấy. Nhưng mà thay pin mới thì tổng cộng nó sẽ là 3.300.000 nha. Máy bên em thì không dính bất kỳ một cái tài khoản nào hết. Đặc biệt là máy trống iCloud luôn, không dính bất kỳ tài khoản nào hết. Mình về cứ reset thoải mái luôn, mình cứ đăng nhập tài khoản của mình và mình xài thôi. Đấy. Bản thì tất cả nó sẽ đều là bản Mỹ nha mọi người nha. Tất cả nó đều sẽ là bản Mỹ hết, 128GB, máy quốc tế chuẩn 100%. Bao cho mọi người reset luôn nha mọi người nha. Tất cả những chức năng như là vân tay, vân đồ này kia nọ thì em bao full hết. Đấy. Vân tay, vân đồ là em bao full chức năng hết. Nói chung là em sẽ bao cho mọi người là con máy nguyên zin đẹp. Thì thành ra là mình không có cần phải lo lắng gì hết nha. Những con này chỉ việc mua về và sử dụng thôi. Ví dụ như một thời gian sau mà pin của nó xuống cấp đi thì mình chỉ việc thay pin thôi. Nói chung là tình trạng máy thì sẽ là như nhau hết. Con nào cũng là máy đẹp hết nha mọi người nha. Con nào cũng sẽ là máy đẹp keng hết. Nói chung là đẹp như mới thì nó không được đâu. Tại vì đây là vẫn là hàng đã qua sử dụng. Nhưng mà với tình trạng này thì em sẽ đánh đồng cho mọi người là khoảng tầm 98-99%. Nếu như khách hàng dễ tính thì có thể đánh là 99 luôn. Đấy. Chứ bây giờ hàng đã qua sử dụng thì mình không yêu cầu nó đẹp như mới được. Bắt buộc nó vẫn sẽ có một cái điểm trừ nào đấy. Nhưng mà tình trạng những con này là máy đẹp nha mọi người nha. Với mức giá chỉ có 3.200.000 thôi. Pin theo máy thì em vẫn bao là pin cao nha, trên 80%. Còn quý khách hàng muốn thay pin mới thì em hỗ trợ là 100.000. Những con này là bảo đảm cho mọi người là full chức năng, full tác vụ luôn. Từ camera, quay phim, chụp ảnh, chơi game cho đồ là mượt mà hết cho cái nền tảng iPhone 7 Plus nha. Bộ nhớ thì sẽ là bộ nhớ 128GB. Nói chung là cũng tha hồ lưu trữ rồi ha. Đấy, camera rồi là rất là đẹp. Nói chung là camera iPhone thì khỏi chê rồi ha. Đấy, 7 Plus. Ở đây tất cả của em nó đều là bản màu đen nha mọi người nha. Nó về hai ba lô rồi đều là màu đen hết. Nói chung là bản Mỹ thì đều là màu đen hết nha mọi người nha. Tiếp đến nữa thì sẽ là máy bàn phím A90.
Đây là máy bàn phím A90 bên em nha mọi người nha. Máy bàn phím thì ngày hôm qua em có giới thiệu cho mọi người rồi. Những dòng này là máy Viettel A90 hàng thanh lý tồn kho nha. Nó sẽ có 3 mã màu, mã màu đen, màu vàng và mã màu xanh nha. Bên trong sẽ có một viên pin và một bộ sạc. Đặc biệt dòng này thì nó là sạc Type-C ha. Dòng này nó sẽ là sạc Type-C tại vì pin của nó khá là cao. Pin của nó thì dung lượng lên nó là 5800 luôn. Bên trong sẽ có một viên pin nè. Kèm theo một chiếc ốp lưng bên em tặng kèm và một bộ sạc Type-C nha mọi người nha. Đấy, và một bộ sạc Type-C. Thì nó sẽ có 3 mã màu, thì nó sẽ là gồm có mã màu vàng, mã màu đen và mã màu xanh. Thì bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 390.000 nha mọi người nha. 390.000. Mã này thì em thanh lý hàng tồn kho cho bên trung tâm thôi, thì thành ra là mã này em không có free ship nha. Nói chung là mọi người có chuyển khoản thì mã này em vẫn không free ship được nha. Tại vì đây là hàng em thanh lý tồn kho cho bên bên công ty thôi. Đấy, nó sẽ có 3 mã màu nè mọi người. Màu xanh, màu đen cũng như là màu vàng. Rất là đẹp ha. Màn hình thì to, nó sẽ có hai cái đèn pin ở đây luôn. Đấy, màn thì màn to, dòng này thì nó sẽ có 4G nha, nó sử dụng hai sim cho mình luôn. Đấy, nó sẽ hút được sóng 4G, cho nên là nhiều lúc mà mình sợ cái sóng 2G nó bỏ đi chăng nữa thì những con này vẫn có thể sử dụng được bình thường. Nút gạt này là nút đèn pin nha. Đấy, hai đèn led khá là to. Dòng này loa cực kỳ lớn luôn nha mọi người nha. Loa thì cực kỳ lớn luôn ha. Đấy. Dòng này là máy bàn phím A90, máy Viettel. 390.000 nha mọi người nha. Dòng này thì ngày hôm qua em đã giới thiệu rồi ha. Loa cực kỳ lớn, ngày hôm qua em cũng có một cái video review cho mọi người rồi. Ví dụ những dòng này thì khá là chất lượng luôn ấy. Hàng thì là hàng mới hoàn toàn 100% nha. Tiếp đến mình sẽ có được một cái lô hàng giá rẻ mới vừa về. Thì ở đây em sẽ về được cái hàng LG V50. Đây là hàng LG V50 thinh quy nha mọi người nha. Lô này thì nó rẻ hơn lô trước là 200.000, và tại vì sao? Tại vì lô này nó là hàng đã qua sử dụng, tình trạng nó không có đẹp bằng cái lô trước nha mọi người nha, nhưng mà nó chênh lệch nhau thì khoảng tầm 90 thôi. Đấy. Lô này thì mình nhìn cái đường ron nó không có được đẹp lắm, nhưng mà thực chất thì nó vẫn là máy zin nha mọi người nha, nó vẫn là máy zin hết. Đây là LG V50 thinh quy nha mọi người nha. Em sẽ mở cái độ sáng nó cao cao một tí. LG V50 thinh quy thì những dòng này thì màn hình của nó sẽ là màn AMOLED mà với mức giá chỉ có 2.9 triệu thôi. Thì thấy là nó rất là rẻ mọi người, tính ra là một con màn hình AMOLED mà 2.9 triệu thì tính ra là mấy này mới có tính tiền màn hình thôi. Đấy. Tại vì dòng này là nó là hàng đã qua sử dụng, nhưng tình trạng ở đây thì em sẽ bao cho mọi người là đẹp khoảng tầm 98-99% nha. Đẹp là đẹp tầm 98-99%. LG V50 thinh quy thì màn hình của nó độ rộng sẽ là 6.4 inch nè. Độ phân giải của nó sẽ lên đó là 2K cộng nha mọi người nha. Dòng này thì mọi người cũng đã biết bên em khá là nhiều rồi, nó là bản hàng. Thì chip của nó thì nó là sẽ là chip Snapdragon 855. RAM thì sẽ là RAM 6GB và bộ nhớ sẽ là 128GB nha. LG thì nó sẽ chạy cho mình là một sim. Những con này thì lên phiên bản Android sẽ là Android 12 hết nha mọi người nha. Đấy. Máy thì là máy đẹp. Nói chung là so với cái lô mà máy đợt trước á, cái lô mà máy gần như mới đợt trước á, thì cái lô này nó không có đẹp bằng, nhưng mà nó cũng xác suất khoảng tầm 90 với nhau thôi. Nó rẻ hơn 200.000 nha mọi người nha. Lô này thì mà ví dụ như là mình không quá yêu cầu về bề ngoài á, thì những cái lô này thì nó sẽ là cái sự lựa chọn khá là hợp lý hơn nha. Những dòng này thì hiện tại bây giờ những cái chức năng như là Zalo, Facebook, YouTube này kia nọ nó hoạt động cực kỳ mượt luôn nha mọi người nha. Còn camera thì cũng khá là đẹp. Camera dòng này thì phía sau nó sẽ có gồm có 3 camera này. Đấy. Phía sau này nó sẽ có 3 camera và phía trước nó sẽ có gồm có là 2 camera và 1 cảm biến nha mọi người nha. Dòng này ví dụ như mình mua về mà mình có điều kiện thêm, mình sắm thêm một cái màn hình phụ, tức là nó sẽ kết nối với giống như một cái bao da mọi người, mình sử dụng là 2 màn hình riêng biệt nha. Đấy. Đặc biệt thì cái này nó sử dụng là một lúc 2 màn hình và 2 tác vụ khác nhau luôn. Đấy. Quay phim, camera của nó quay phim quay đồ rất là đẹp nha. Bắt nét cũng rất là nhanh. Còn camera trước cũng khá là rõ nha mọi người nha. Dòng này thì bên em bán ra là 2.9 triệu, thì bên em vẫn sẽ tặng đầy đủ phụ kiện như là một bộ sạc nhanh, một chiếc ốp lưng và một que lấy sim nha mọi người nha. LG V50 nó rẻ hơn lô trước là 200.000, thì mình cũng nói chung là cũng đáng để cân nhắc hơn mọi người. Tại vì tình trạng máy thì nó so với lô trước thì theo em đánh giá đây thì cũng 90 với nhau thôi, nó không chênh lệch lắm đâu mọi người. Và một cái lô hàng giá rẻ nữa thì ngày hôm nay bên em về tiếp được iPhone 5 nha mọi người nha. Đây là hàng iPhone 5S. iPhone 5S thì bên em sẽ về được bản màu vàng và bản màu bạc. Những dòng này là máy cùng trùng email luôn nha mọi người nha. Đấy, nói chung là vỏ trùng email luôn, màu vàng và màu bạc nha mọi người nha. Nói chung là những con này thì bên em sẽ bao cho mọi người là full chức năng, tất cả những chức năng như là Facebook, YouTube này kia nọ thì hoạt động ok. Dòng này thì hiện tại bây giờ Zalo thì nó không cập nhật được nha, cho nên mình sử dụng cái Zalo đời cũ thôi.
Đợt này thì mức giá nó cũng khá là rẻ, nó chỉ có 800 ngàn thôi nha mọi nha, 800 ngàn cho máy trần bản 16G máy quốc tế. Và ở đây thì tất cả những chức năng cũng như là tác vụ thì em sẽ bao full hết, giống như là vân tay vân đồ này kia nọ thì bao hết nha mọi nha. Và đặc biệt là máy không dính bất kỳ tài khoản nào nha, tài khoản iCloud là iCloud trống nha mọi người nha. Vân tay đây, vân tay rồi là hoạt động mượt mà hết nha. Máy thì sẽ là máy quốc tế chuẩn ha, mình bỏ sim nghe gọi thoải mái luôn. Những chức năng như là YouTube nè, Facebook, TikTok này kia nọ thì mình sử dụng cũng khá là ok, nói chung là cũng nằm ở cái mức tầm tạm thôi. Chứ còn những cái dòng này thì bây giờ kêu yêu cầu nó mượt mà, giống như những cái dòng đời cao thì nó không mượt mà được, tại vì đây là cũng dòng đời thấp rồi. Nói chung là một con máy phụ cũng khá là hợp lý, nghe gọi to rõ nè và thiết kế đẹp. Những cái lúc rảnh rỗi thì mình cũng có thể lên mạng luôn, có thể thay thế cho một con trắng đen thôi, với mức giá là 800 ngàn cho máy trần. Còn nếu như quý khách hàng lấy thêm phụ kiện như là ốp lưng, cường lực, một bộ sạc cáp thì hỗ trợ giúp em là 100 ngàn nha. Đấy. YouTube vô đồ là ok hết nha mọi người nha. Phiên bản iOS những con này nó cập nhật lên được là iOS là 12.5 nha. Còn camera nè. Đấy, camera quay phim phía sau cũng khá là đẹp. Camera trước của dòng này thì hiện tại bây giờ nó cũng hơi mờ mờ đi một tí á, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì nha mọi người nha. Nói chung là cũng 9-10 so với cái lúc mới ra mắt thôi. Đấy, khá là đẹp, máy là máy đẹp nha, chỉ có 800 ngàn thôi làm một con máy phụ rất là hợp lý nha mọi người nha. Hoặc là mình cần một con máy chính để nó xử lý những công việc nhẹ nhàng cũng như là mình bọc túi mình di chuyển cho nó dễ mọi người, thì những con này cũng sự lựa chọn khá là hợp lý nha. Bản 16G với mức giá chỉ có 800 ngàn thôi, mọi người lấy thêm phụ kiện thì cứ cộng 100 ngàn giúp em nha. Tiếp đến thì ngày hôm nay em có được cái hàng Oppo K9X nha mọi người nha. Ở đây thì em sót được hai máy K9X đấy, còn được hai máy K9X. Đây là hàng full box luôn, hàng chính chính nha mọi người nha. Phụ kiện bên trong thì em sẽ tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người như là một chiếc ốp lưng này. Ốp lưng thì em sẽ tặng ở đây sẵn nha, đây một chiếc ốp lưng này em tặng sẵn trong đây rồi. Một bộ cốc cáp sạc nha, cốc cáp sạc ở đây thì bên em sẽ tặng là sạc Super VOC nha, sạc 80W cho mọi người. Đây là máy ha, em sót hai máy màu tím. Bên trong thì nó có thêm một que lấy sim nữa nè, ở bên dưới này sẽ có là một dây cáp sạc nha. Đấy, đây là Oppo K9X phiên bản 5G. Bản này bên em thì nó sẽ là RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 3 triệu 600 ngàn nha mọi người nha. Dòng này thì nó sẽ là hai sim, mặc định nó sẽ là hai sim rồi. Ở đây thì em chỉ còn có đúng hai máy màu tím nhạt thôi, hai cây màu tím nhạt. Máy em sẽ bao cho mọi người là nguyên sim từ trong ra ngoài luôn nha mọi người nha. Dòng này thì màn hình của nó độ rộng sẽ là 6.5 inch nè, độ phân giải của nó sẽ là Full HD cộng luôn. Camera con này cũng khá là đẹp, camera nó sẽ lên đến là 64 megapixel, cho mọi người quay phim chụp ảnh cũng khá là nét luôn, nói chung là cực kỳ nét luôn ấy. Đấy, quay phim chụp ảnh rất là sắc nét nha, 64 megapixel. Oppo K9X camera trước nè, camera trước thì nét khỏi chê rồi ha, đây là camera trước. Đấy, camera sau. Pin dòng này thì nó sẽ được là pin 5.000 nha mọi người nha. Pin dòng này sẽ lên đến là 5.000, nó hỗ trợ cho mình mạng 4G 5G luôn nha mọi người nha. Đấy, camera trước thì nó sẽ là 16 megapixel. Dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho mình đó là hai sim vật lý hết nha mọi người nha, hai sim vật lý hết. Phiên bản Android của nó sẽ là Android 12. Cây RAM của nó sẽ là RAM 8 cộng 5, tức là nó sẽ tương đương cho mình là khoảng tầm RAM 13GB. Đấy, nhưng mà cây RAM ảo thì thực chất mình không cần thiết là phải cộng thêm cây RAM ảo đâu mọi người, tại vì cây RAM 8 này mình đã xử lý đầy đủ được công việc rồi. Con bộ xử lý của nó sẽ là con chip Dimensity 810 nha mọi người nha. Con chip này thì sử dụng nó đỡ nóng hơn rất là nhiều cho nhiều so với những con chip khác. Bộ nhớ thì sẽ là 128GB. Đấy, Oppo K9X phiên bản 5G. Ở đây bên em với mức giá sẽ là 3 triệu 600 ngàn nha mọi người nha. Những con này thì bên em sẽ cập nhật sẵn cho tất cả mọi người những ứng dụng luôn, tức là khi quý khách hàng mua về chỉ việc bỏ sim và sử dụng thôi nha. Máy bên em là máy quốc tế chuẩn, không dính bất kỳ một cái thông tin từ người dùng cũ nào hết. Máy là máy đẹp keng chính chính nha. Đấy, đẹp keng chính chính luôn. Nhận diện khuôn mặt đầy đủ hết, cảm biến vân tay, tích hợp nút nguồn nha, khá là đẹp. In logo này mọi người, K9X Oppo màu tím nhạt nha mọi người nha, với mức giá sẽ là 3 triệu 6. Những cái dòng máy khác như là những cái dòng mà bên em có thường thường, những cái dòng như là SE 2020, những cái bản giá rẻ thì bên em cũng có nha, iPhone 7G rồi iPhone 8, iPhone 8G ấy, mọi người thì bên em cũng có ha. Những cái dòng sạc dự phòng QC, sạc nhanh 22.5W và sạc nhanh 20W thì bên em lúc nào cũng có nha mọi người nha. Dòng này thì bên em bán quanh năm rồi,
hàng này bên em vẫn sẽ bảo hành chính hãng cho mọi người luôn, thì với mức giá sẽ là 320.000 nha mọi người nha. Ngoài những cái dòng máy mà bên em lên trong video mà mọi người thấy ở những cái dòng máy mà mình yêu cầu mà nó không có, thì mọi người cũng có thể để lại những bình luận bên dưới để có thể là chọn, để bên em có thể là, bên em thì sẽ xem tất cả những bình luận luôn. Ví dụ như những dòng nào mà mọi người yêu cầu nhiều nhất thì bên em sẽ cố gắng để tìm những cái nguồn hàng chất lượng nhất để đáp ứng cho tất cả quý khách hàng. Và mọi người mua hàng thì cứ chủ động gọi trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105. Tin nhắn bên Zalo cũng như Facebook thì nhiều lúc bên em nó lu bu quá thì không có trả lời kịp ngay được, thì quý khách hàng cứ gọi trực tiếp để gặp em để được tư vấn cụ thể nha. Đa số thì gặp gọi điện thì hỏi thì sẽ gặp trực tiếp em thôi, chứ cũng không có gặp được ai khác đâu, cũng không gặp được nhân viên bên em đâu. Tại vì ở đây thì khi em lên hàng thì em mới biết được những cái mặt hàng mà mọi người yêu cầu cũng như là mọi người hỏi về những mặt hàng. Thì đa số em sẽ túc trực điện thoại từ 7:30 sáng cho đến 8:30 tối nha mọi người nha. Được rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Quý khách hàng mua hàng thì có thể là gọi trực tiếp số điện thoại giúp em. Và khi mọi người đang xem video để nhận được những thông báo khi bên em lên những chương trình mới nhất thì có thể bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới, cũng như là có thể là bấm vào theo dõi trên trang fanpage để nhận được những thông báo khi bên em lên video nha mọi người nha.